Nam em công khai số dư tài khoản sau biến cố khiến ai cũng bất ngờ. Cuộc sống của nam em có vẻ bất ổn. Hiện tại, nam em và chồng sắp cưới đã chuyển lên Đà Lạt sống và bắt đầu lại một cuộc sống ổn định sau khi liên tục gặp sóng gió trong thời gian qua. Mới đây, nam em đã chia sẻ về số dư hiện tại trong tài khoản khi bán hàng online khiến khán giả phải bất ngờ. Tôi nói thiệt giờ không dám ra đường. Bởi ra đường phải có tiền. Trong tài khoản còn có 700 cành thôi, 700.000 đồng, phóng viên, nên tôi phải ở nhà, nam em chia sẻ trên livestream. Nam em công khai tài khoản chỉ còn vỏn vẹn 700.000 đồng. Được biết, trong thời gian qua, Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long và chồng sắp cưới gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Cô đánh mất khá nhiều hợp đồng quảng cáo hậu ồn ào livestream. Thậm chí, người đẹp quê Tiền Giang còn phải bồi thường cho đối tác vài trăm triệu. Theo lời của nam em chia sẻ, chồng sắp cưới của cô đang là trụ cột gia đình và lo lắng mọi thứ cho cả hai. Cặp đôi đang cố gắng xây dựng lại tài chính bằng công việc kinh doanh online. Tuy nhiên, nam em và chồng sắp cưới vẫn vướng phải một số chỉ trích không đáng có từ phía công chúng về việc tư vấn sản phẩm. Nam em sinh năm 1996, cao 1m71, quê Tiền Giang. Trước khi trở thành người có tên tuổi trong làng giải trí, người đẹp đã tham gia các sân chơi như Hoa hậu Việt Nam 2014, top 40. Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015, đăng quang, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015, top 10, đại diện quê nhà dự thi Hoa hậu Trái đất 2016, top 8. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, top 10. Năm 2018, cô bắt đầu được nhiều người chú ý thông qua việc tham gia các game show và hoạt động với tư cách ca sĩ. Tuy nhiên, chân dài cũng vướng scandal tình cảm với Trường Giang ở giai đoạn này khiến sự nghiệp của nam em bị tụt dốc không phanh, dẫn đến trầm cảm,